khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, tại khách sạn Fortuna Hà Nội, công ty thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ cùng với công ty Glassy Hàn Quốc, công ty Inloda Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo giải pháp đột phá trong xu hướng thẩm mỹ 2015. Buổi hội thảo với sự có mặt của các chuyên gia bác sĩ da liễu nổi tiếng trong và ngoài nước, thu hút hàng trăm các chủ spa thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để cùng trao đổi thông tin, nắm bắt những công nghệ thẩm mỹ hứa hẹn dẫn đầu xu hướng thẩm mỹ năm 2015. Công nghệ mở màn buổi hội thảo với phần trình bày của bác sĩ người Hàn Quốc Kang Min-chung đó là công nghệ trị mụn, sẹo rỗ và dạn da Fractional Secret. Đây là công nghệ kết hợp giữa vi châm kim và sóng RF rất lý tưởng cho việc tái tạo làn da bị hư tổn. Chiếm được nhiều sự quan tâm của mọi người tham gia hội thảo đó là công nghệ trẻ hóa vùng kín Facet Duo với phần trình bày của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Cho Jae-woo. Giáo sư Cho Jae-woo là thành viên Hiệp hội Da liễu Mỹ, thành viên Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc. Giáo sư Cho Jae-woo cho rằng công nghệ Facet Duo sử dụng công nghệ kỹ thuật hiệu ứng quang nhiệt không phẫu thuật, không đau, khẳng định lợi thế riêng biệt. Với công nghệ này, giấc mơ được làm đẹp hoàn hảo và tự tin đến từng milimét của chị em sẽ trở thành hiện thực. Đây là công nghệ hứa hẹn những triển vọng trong ngành thẩm mỹ 2015. Tuy nhiên, năm 2015 không nằm ngoài xu hướng đáp ứng mong muốn gìn giữ sự tươi trẻ cho mọi người, đó là xóa nhăn, nâng cơ. Công nghệ mới ngày càng khẳng định những tiến bộ vượt bậc, đó là công nghệ Ultraformer. Bác sĩ người Ý Franco Lauro trong hội thảo đã khẳng định rằng Ultraformer đánh dấu mốc mở cho kỷ nguyên mới trong lĩnh vực trẻ hóa với chi phí thấp hơn so với Ultra và dành cho số đông người trên khắp thế giới. Trong buổi hội thảo có sự tham gia của các bác sĩ da liễu như Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung ương và Thạc sĩ bác sĩ Vũ Tuấn Anh, nguyên trưởng phòng nghiên cứu và ứng dụng Viện Công nghệ Laser Việt Nam. Và các đại diện Trung tâm Thẩm mỹ Thiên Hà, Thẩm mỹ Sài Gòn, Thẩm mỹ Flora, Thẩm mỹ Hàn Quốc, Thẩm mỹ Hồng Phúc, v.v. Với phần điều trị hỏi đáp về công nghệ mới, điều trị demo cũng như luận bàn về xu hướng thẩm mỹ 2015. Công ty Trung Mỹ, đơn vị mang tới hội nghị này là nhà phân phối chính hãng các thương hiệu hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực máy thẩm mỹ y tế công nghệ cao của Mỹ, Israel, EU, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Hàn Quốc, là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Việt Nam của các hãng Active, Endimate, Fine MEC, Indoda, Glassy, MPS, Alcatex. Công ty Trung Mỹ đã tư vấn chuyển giao công nghệ và nhập khẩu phân phối đến các bệnh viện, spa, clinic, viện thẩm mỹ trên toàn quốc với dòng sản phẩm thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485. FDA, CE, KFDA của Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Bộ Y tế Việt Nam cấp phép và nhiều giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm. Công ty Trung Mỹ cũng là đơn vị tích cực thường xuyên mời các bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước hỗ trợ khách hàng và tổ chức các hội thảo giới thiệu các kỹ thuật công nghệ mới trong việc điều trị thẩm mỹ. Hội thảo giải pháp đột phá trong xu hướng thẩm mỹ 2015 nhằm cung cấp thông tin về những công nghệ mới, dự báo sức hot trong năm 2015, giúp các trung tâm làm đẹp có nhiều sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng của mình. Công ty thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ, địa chỉ tầng 3, số nhà 16, ngõ 204 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại 0466824879, 0866764686. Hotline 0949797989, website www.trungmy.com.